Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, về cơ bản sẽ giữ ổn định, không gây xáo trộn đến quá trình dạy học của giáo viên và học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có 5 bài thi, gồm Ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi môn thi quy định trong phần trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7.